KY KL90 là cây đàn có phân khúc top line cao cấp nhất mà KY đã từng sản xuất và trong lịch sử Piano Gallery thì đây vẫn là một trong những cây đàn upright mà gây ấn tượng nhiều nhất với người nghe và người đến xem đàn, trải nghiệm đàn. Hiện cây đàn này đã được đưa vào một không gian nội thất gỗ rất là đẹp và trở thành tâm điểm của căn phòng. Và cùng nghe chất âm của cây đàn này thì các bạn sẽ hiểu vì sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.